nghiên cứu của khoa học nói rằng giữa vũ trụ thực chất chỉ có ba thứ: tạo ra vũ trụ này. Ba thứ này đầu tiên chính là năng lượng, thứ hai là tín hiệu, thứ ba là vật chất. Ba thứ này giống như Phật Pháp đã nói, Phật Pháp nói mười pháp giới y chánh trang nghiêm, đó chính là nói đến vũ trụ. Mười pháp giới từ đâu mà có? Là do A Lại Gia biến hóa ra. Tam tế tướng của A Lại Gia chính là những gì họ nói đến. Nghiệp tướng của A Lại Gia khoa học gọi là năng lượng. Chuyển tướng của A Lại Gia chính là tín hiệu. Tướng cảnh giới của A Lại Gia chính là vật chất. Hoặc chúng ta nói tứ phần, tự chứng phần của A Lại Gia là năng lượng, kiến phần của A Lại Gia là tín hiệu, tướng phần của A Lại Gia là vật chất. A Lại Gia ở đâu? Ngay trước mắt chúng ta. Có người nhìn thấy không? Không có. Phật và Pháp Thân Bồ Tát có thể thấy. Những gì mà mắt tay mũi lưỡi chúng ta có thể tiếp xúc được, đó chính là tướng phần của A Lại Gia. Nhưng quý vị không cảm nhận được. Thức thứ sáu, thức thứ bảy, thức thứ tám. Thức thứ tám là biến hiện, thức thứ sáu, thứ bảy không thể thấy. Thức thứ sáu, thứ bảy duyên đến A Lại Gia, không duyên đến bên ngoài. Làm sao quý vị có thể thấy được? Trên thực tế nhìn thấy cũng giống như ống kính máy quay phim bây giờ. Hiện trường là A Lại Gia, tướng phần của A Lại Gia là hiện trường. Chúng ta không ở hiện trường, chúng ta nhìn thấy ở trên TV. Vì vậy nhãn thức chụp qua ống kính biến thành tứ phần của nhãn thức. Nhãn thức có tướng phần, tướng phần của nhãn thức truyền đến ý thức thứ sáu, truyền phát đến ý thức thứ sáu, lại truyền cho ý thức thứ bảy. Nó cứ truyền phát qua như thế. Vì vậy nó vĩnh viễn chỉ nhìn thấy màn hình, không thấy được hiện trường. Nếu nói chúng ta đang nhìn hiện trường, sai rồi. Chúng ta mãi mãi không nhìn thấy hiện trường. Điều này rất khó hiểu. Khoa học bây giờ đã chứng minh rồi. Khoa học chứng minh thật sự có chuyện này. Năm thức mắt tai mũi lưỡi thân này của chúng ta thật sự chỉ chiếu kiến, nó không phân tích, tức là nó không có phân biệt, nó không có chấp trước. Phân biệt là ý thức thứ sáu, chấp trước là ý thức thứ bảy. Thức thứ bảy là nhiễm ô. Tất cả nhiễm ô đều được sinh ra từ đây, gọi là nhiễm ô ý. Thức thứ bảy là ô nhiễm. Đây là một việc không hề đơn giản chút nào. Phật dựa vào cái gì để biết điều này? Đức Phật nhìn thấy từ trong thiền định. Trong Đại Thừa Kinh có nói, đến địa vị gì quý vị mới có thể nhìn thấy chân tướng của A Lại Gia? Bát địa Bồ Tát. Bát địa là bất động địa, chân chính, không khởi tâm, không động niệm.
thì có thể nhìn thấy chân tướng sự việc. Nghiên cứu tích lũy không ngừng trong 200-300 năm nay của khoa học càng lúc càng nâng cao, khoa học kỹ thuật ngày càng tiến bộ, máy móc quan sát hiện đại ngày càng tiến bộ, họ đã nhìn thấy vật chất từ đâu mà có. Vật chất được biến hiện ra từ ý niệm. Đây là điều Phật giảng trong kinh sách. Giảng rồi mà chúng ta không hiểu, chúng ta vẫn làm theo một cách cứng nhắc. Bản thân có thật sự biết hay không? Không biết. Không phải kinh sách đã nói như vậy sao? Đành phải nói như vậy. Một khi khoa học đã chứng minh, chúng ta hiểu rõ rồi, không còn hoài nghi nữa. Vì vậy Phật Bồ Tát không cần sử dụng máy móc khoa học, cũng không cần toán học cao siêu. Các ngài trực tiếp nhìn thấy. Trong thiền định, các ngài có thể đột phá tầng không gian. Tầng không gian từ đâu mà có? Từ phân biệt chấp trước. Phân biệt chấp trước không còn nữa. Cái này không còn thì thế giới sẽ thay đổi. Vì sao vậy? Vì không có trước sau. Không có trước sau là không có thời gian. Không có xa gần. Không có xa gần là không có không gian. Không gian và thời gian là giả chứ không phải là thật. Điều này những người học Phật đều biết cả, nhưng lại hoài nghi. Làm sao là giả được? Không phải nó rõ ràng ngay trước mắt đó sao? Hôm qua không phải là hôm nay, hôm nay không phải là ngày mai, làm sao giả được? Thật sự nó là giả.